Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong quý 3 đầu quý 4 vừa qua, thị trường bất động sản Việt Nam đã tiếp tục trầm lắng. Doanh nghiệp bất động sản thiếu vốn, bị siết cả tín dụng lẫn kênh trái phiếu, không có vốn để đầu tư. Giao dịch bất động sản gần như đóng băng sau 2 năm bùng nổ tăng giá trong đại dịch Covid-19. Báo cáo quý 3 vừa qua của nhiều đơn vị cũng cho thấy thị trường này đã và đang rơi vào trạng thái thiếu oxy. Những tín hiệu tiêu cực của thị trường bất động sản cũng khiến cổ phiếu của các doanh nghiệp này đã lao dốc không phanh, giảm sàn liên tiếp, sụt giảm từ 50 đến 80% giá trị so với khoảng tháng 3 năm 2022. Đó cũng chính là những nội dung chính của chuyện trong ngày hôm nay. Trước tiên, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin tiêu cực của thị trường bất động sản trong thời gian qua. Từ vụ bắt nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tân Hoàng Minh, đến việc bắt nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, và mới đây nhất là nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Liên tục những vụ việc bắt bớ đã ngay lập tức tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, và ngay sau đó, thị trường bất động sản cũng đã ngấm đòn khi các kênh huy động vốn bị siết chặt. Đặc biệt, các vụ việc đã khiến niềm tin nhà đầu tư trên thị trường suy giảm một cách trầm trọng. Không chỉ những thông tin và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, mà hàng loạt báo cáo quý 3 của các đơn vị vừa qua cũng cho thấy bức tranh ảm đạm của thị trường bất động sản. Theo đó, báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, giao dịch giảm nhiều trong quý 3, nhưng giá bán nhìn chung vẫn neo ở mức cao. Nguồn cung nhà ở vẫn khan hiếm, đặc biệt căn hộ giá rẻ gần như tuyệt chủng. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự án do có vướng mắc trong thủ tục đầu tư, pháp lý. Với việc kiểm soát chặt chẽ của thị trường tín dụng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, nên các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để triển khai dự án. Thêm vào đó, lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng tăng, dẫn đến chi phí của doanh nghiệp cũng tăng cao, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Còn báo cáo của CBRE Việt Nam cho thấy, nguồn cung trong quý 3 cũng sụt giảm thê thảm. Phân khúc thị trường cao cấp dẫn đầu thị trường chiếm 76% trong tổng nguồn cung mới. Phân khúc hạng sang chiếm 13%, phân khúc bình dân tiếp tục biến mất khỏi thị trường. Còn theo thống kê của bấtđộngsản.com.vn, trong quý 3 năm 2022, mức độ quan tâm với bất động sản bán trên cả nước tiếp tục giảm mạnh. Nhu cầu tìm mua các loại hình bất động sản đều giảm trong tháng 9. Lượt tìm kiếm đất nền cả nước giảm 50%, căn hộ giảm 9%, nhà riêng giảm 25% và biệt thự liền kề giảm 12% so với giai đoạn đầu năm 2022. Tình trạng khát vốn của chủ đầu tư đã diễn ra từ đầu năm tới nay, trong khi người mua nhà cũng gặp khó khăn khi muốn tiếp cận dòng vốn vay mua bất động sản từ phía ngân hàng. Mặc dù cũng có những điểm sáng tích cực chấm phá trong bức tranh màu xám của thị trường bất động sản trong quý 3 vừa qua, tuy nhiên, những thông tin vĩ mô cùng những chính sách kinh tế nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá đã và đang khiến thị trường này rơi vào trạng thái cần được bổ sung thêm oxy. Vâng, có thể thấy là bức tranh màu xám của thị trường bất động sản được thể hiện rõ nét nhất ở thị trường chứng khoán, một hàng thứ biểu quan trọng của nền kinh tế. Trong thời gian qua, nhiều mã chứng khoán của các doanh nghiệp bất động sản đã liên tục giảm giá sàn với mức giảm từ 50 đến 80% giá trị. Nhiều nhà đầu tư e ngại thị trường bất động sản sẽ tiếp tục đóng băng, doanh nghiệp bất động sản sẽ còn khó khăn kéo dài trong thời gian tới. Mở đầu phiên giao dịch hôm nay, đón nhận những thông tin tích cực về cuộc họp giữa Chính phủ, Bộ Xây dựng với các doanh nghiệp bất động sản lớn để lắng nghe các khó khăn và tìm giải pháp tháo gỡ. Một số cổ phiếu bất động sản đã có phiên phục hồi sau chuỗi ngày giảm sâu. Điển hình trong nhóm bất động sản như DXG, VHM, CEO, NLG đều đóng cửa ở mức tăng trên 1%. DXG trong phiên còn có lúc tăng kịch trần chạm giá 11,75%. Mang đến cái yếu tố bình ổn tâm lý cho các nhà đầu tư khi họ thấy được rằng là chính phủ, các cơ quan quản lý v.v. đều có quan tâm rất là sâu sát đến các doanh nghiệp bất động sản cũng như quan tâm sâu sát đến thị trường chứng khoán và đã có những cái hành động tức thời để hỗ trợ, giúp đỡ và giải quyết những cái khó khăn. Thì tôi nghĩ là tâm lý nhà đầu tư sẽ sớm bình tĩnh hơn, an tâm hơn, thì khi đó những cái hành động bán tháo hay là những cái quan điểm đầu tư tiêu cực nó cũng sẽ được giảm dần.
Tuy nhiên vẫn có những cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm sàn như DIG, KBC, PDR. DIG đã có một phiên giao dịch khớp lệnh kỷ lục từ lúc niêm yết với hơn 57 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng hơn 788 tỷ đồng đã đẩy giá cổ phiếu này từ giá sàn lên giá 15,15 trước khi trở về giá sàn thấp nhất phiên là 13,4. BDR, cổ phiếu của công ty bất động sản Phát Đạt, tiếp tục có phiên giao dịch trắng mây mùa, hơn 20 triệu cổ phiếu chào bán ở giá sàn. Ở bối cảnh là hiện tại là cái giá trung bình trên thị trường lĩnh vực bất động sản hiện tại là cũng đã xác lập một cái mặt bằng tốt hơn năm cái thời điểm năm 2012. Thì như vậy thì rõ ràng nó cũng sẽ có cho chúng ta một cái cơ hội đối với những doanh nghiệp nào đang khỏe. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái chu kỳ năm 2012 lặp lại thì chúng ta thấy là những cái doanh nghiệp nào mà có dòng vốn tiền mặt khỏe vào thời điểm này là cái cơ hội để họ có thể thu nhập và gia nhập được cái quỹ đất khi mà trong cái tình trạng là bị bán tháo hoặc là bị giải chấp trong cái thời gian tới. Thì như vậy thì tôi cho rằng đây là cái giai đoạn mà các nhà đầu tư nên bắt đầu theo dõi dần để chúng ta lựa chọn cái doanh nghiệp phù hợp cho mình. Theo tôi thì bất động sản nó có thể là nó trầm lắng tới sang năm, nhưng mà những cái bất động sản tốt á, thì hiện bây giờ các nhà đầu tư vẫn đang tìm những cái bất động sản tốt để mà người ta đầu tư, thì chứng khoán nó thường trước, nó đi trước khoảng vài tháng, nên tôi nghĩ khoảng 3 tháng nữa thì tôi sẽ quan tâm và sẽ có lại cái danh mục từ từ, có thể bắt đầu là 10%, 15% gì đó. Tính từ đầu năm đến nay, trước những diễn biến tiêu cực về thị trường bất động sản như việc phát hành trái phiếu, thị trường có dấu hiệu suy thoái, ngân hàng hết room vay, đa số các cổ phiếu bất động sản đều đã giảm rất sâu. Hết phiên giao dịch hôm nay, DG đã giảm 67,57%, HDG giảm 49,67%, HQC giảm 75,57%, LDG giảm 80,14%, BDR giảm 56,69% từ giá đóng cửa năm 2021. Cổ phiếu họ VIC cũng ghi nhận mức giảm tương ứng như VIC giảm 43,53%, VHM giảm 44,08%. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là bức tranh ảm đạm của thị trường chứng khoán kênh trái phiếu bị kiểm soát chặt chẽ, tín dụng thì bị thắt chặt, lãi suất huy động tăng đã khiến niềm tin của các nhà đầu tư đang giảm sút mạnh và chưa có điểm dừng, chính là nguyên nhân khiến việc huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản đã khó, nay lại càng trở nên khó hơn. Thực trạng này đã và đang khiến cho nhiều lo ngại về nguy cơ đóng băng trên thị trường bất động sản vì mất tính thanh khoản. Những thay đổi về chính sách vĩ mô đã có tác động mạnh mẽ đến giao dịch trên thị trường bất động sản, đặc biệt là việc tín dụng vào lĩnh vực này bị thắt chặt, phát hành trái phiếu bị kiểm soát. Thị trường bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm từ quý 2 năm nay và đến quý 3 thì ghi nhận sự sụt giảm một cách trầm trọng. Sang đến quý 2 và đặc biệt là quý 3 của năm 2022 ấy, thì phải nói nhìn nhận thẳng thắn là giao dịch là đang bị chững lại rất là nhiều so với cái quý 1 cũng như là so với cái quý 3 năm 2021. Thì theo thống kê của Đất Xanh Miền Bắc đấy, thì quý 3 của năm 2022 thì cái số lượng giao dịch của chúng tôi giảm khoảng 60% so với 2021 về số lượng giao dịch cũng như là về doanh số bán hàng, doanh thu bán hàng thì hiện tại nó đang giảm khá là mạnh mẽ, khoảng đâu đó khoảng 60% so với thời điểm năm ngoái. Bất động sản đóng góp 7,62% GDP quốc gia, tác động đến hơn 40 ngành nghề kinh tế khác nhau, nhất là những ngành liên quan trực tiếp như xây dựng, du lịch, lưu trú ăn uống, công nghiệp chế biến chế tạo, tài chính ngân hàng. Do đó, khi thị trường này rơi vào trạng thái đóng băng, sẽ dẫn đến nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh rơi vào tình trạng ế ẩm, đình đốn, nhiều lao động bị mất việc làm hoặc giảm lương. Các doanh nghiệp nhà thầu xây dựng ấy, đứng trước cái nguy cơ là không có việc làm. Và vì vậy cho nên là trong cái thời gian là quý 3 và quý 4 ấy, thì cái tình trạng là các nhà thầu đói việc và phải cạnh tranh nhau về công việc. Dẫn đến cái chuyện tức là một số nhà thầu là muốn tồn tại thì phải chấp nhận phải hạ giá. Thế vì vậy cho nên là cái thi công là có thể nói là cũng thua lỗ nhiều. Cho nên là cái kết quả doanh thu của năm 2022 thì đa phần mà các doanh nghiệp chúng tôi nắm được thì đều là thông báo là cái kế hoạch sụt giảm. Có những doanh nghiệp chỉ đạt được 60-70% của cái kế hoạch năm. Ông Hiệp cũng cho biết thêm, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản đều có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Do đó, việc kiểm soát dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như hiện nay đã và đang khiến cục máu đông của nền kinh tế không có cơ hội để lưu thông. Vâng, các chuyên gia kinh tế cho rằng hiện nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm cần phải có sự phân tích đánh giá một cách khách quan.
Liên quan đến câu chuyện liệu bất động sản đã chạm đáy chưa, thì nhiều chuyên gia cũng cho biết, xét trong phạm vi đáy của thị trường sẽ theo chu kỳ. Thị trường bất động sản chững lại, mức giá giảm mạnh được cho là cơ hội cho những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính. Nếu như trước đây khi áp lực tăng lãi suất, thị trường coi trọng tín hiệu từ cổ phiếu tài chính, nhất là ngân hàng, thì hiện tại tín hiệu giao dịch từ các cổ phiếu bất động sản là nổi bật. Áp lực giải chấp ở nhiều cổ phiếu đang khiến giá rơi không còn theo quy luật thông thường và các nhịp bắt đáy đều bị nhấn chìm. Vì vậy, thị trường cần phải thấy tín hiệu dừng lại từ nhóm cổ phiếu này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.